trong 7 ngày, từ 11 tháng 9 đến 16 tháng 9 năm 2021. 14.000 suất ăn, mỗi suất trị giá 25.000 đồng đã được Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp với các tình nguyện viên chế biến và đóng hộp, vận chuyển miễn phí đến các bệnh nhân nghèo, công nhân lao động mất việc, sinh viên nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn thủ đô. Đây là hoạt động ý nghĩa trong chương trình Triệu Bữa Cơm giai đoạn 4, với tên gọi Triệu Bữa Cơm Tấm Lòng Người Thợ Điện Thủ Đô do Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đồng hành tổ chức. Trước đó, Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã phát động và triển khai chương trình được 3 giai đoạn, từ 24 tháng 7 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Đều đặn hàng ngày, những người thợ điện thủ đô đã trực tiếp tham gia chế biến, đóng hộp các suất ăn tại các bếp xanh thanh niên cùng các tình nguyện viên. Sau đó, vận chuyển đến các địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở đoàn, gửi tới tận tay những người nhận. Mình cảm thấy cái không khí khi mà làm việc ở đây thì nó cũng rất là vui. Cho dù là có một chút lóng ngóng, đặc biệt là đối với con trai như chúng mình. Tuy nhiên mà những cái tiếng cười mang lại, hoặc là những cái khi mà những suất ăn được đến được với những người dân người ta đang khó khăn thì mình cảm thấy là rất là vui. Ngoài cái công việc chuyên môn ra, mình còn có được đóng góp thêm sức trẻ mình vào cái công tác thiện nguyện đối với cộng đồng. Những cái người dân mà đón nhận món những cái khẩu phần, những cái suất từ thiện của chúng mình ấy, thì cũng đã có những cái sự thông báo từ trước từ chính quyền địa phương để đảm bảo cho cái đối tượng nhận là một cái đối tượng chính xác nhất. Thì khi mà người ta nhận được ấy, thì người ta cũng cảm giác rất là quý giá và người ta rất là trân trọng cái những cái đồ ăn mà chúng mình chuẩn bị. Đấy cũng là cái động lực để cho chúng mình càng ngày càng phải nghĩ ra chuẩn bị thêm nhiều các món ăn khác nhau để cho mọi người có được cái trải nghiệm tốt nhất đối với cái suất ăn của chúng mình. Hoạt động giao nhận các suất cơm được giám sát chặt chẽ, đảm bảo quy định về an toàn phòng chống dịch COVID-19. Các tình nguyện viên, người nấu bếp và lực lượng vận chuyển suất ăn đều được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, được định kỳ xét nghiệm PCR và đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch trong suốt quá trình chuẩn bị, nấu và đưa các suất ăn. Chương trình Triệu Bữa Cơm Tấm Lòng Người Thợ Điện Thủ Đô được Ban lãnh đạo Đảng ủy, Tổng Công ty, Giao đoàn Thanh niên phối hợp cùng với Thành đoàn thực hiện. Kinh phí để thực hiện chương trình thì được đóng góp từ 100% cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty. Đây là một trong những chuỗi những cái hoạt động mà của EVN Hà Nội kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Cũng như là trong thời gian tới thì Tổng Công ty cũng sẽ đồng hành cùng thủ đô trong công tác phòng chống dịch và công tác các hoạt động an sinh xã hội, và với mong muốn rằng là sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh và dịch bệnh được đẩy lùi. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020 đến nay, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực và hỗ trợ phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô. Riêng với đợt dịch trong năm 2021, tổng giá trị thực hiện các chương trình hỗ trợ mà Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện đã lên tới hơn 5 tỷ đồng. Liên quan đến chủ đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và gửi tới quý vị trong các video clip sau. Quý vị đừng quên nhấn chuông và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có các video clip mới của Điện lực Việt Nam EVN News.